Năm 2022, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã triển khai nhiều hoạt động xây dựng đường, cầu giao thông nông thôn, góp phần cùng với địa phương xây dựng nông thôn mới. Ngoài các hoạt động Phật sự, trong năm 2022, Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã tích cực hưởng ứng chương trình hoạt động từ thiện, kêu gọi vận động tăng ni Phật tử mạnh thường quân tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội như xây dựng đường, cầu giao thông nông thôn. Kết quả trong năm 2022 đã xây dựng 50 cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Qua đó vừa tạo điều kiện thuận lợi để người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi, vừa góp phần cùng với các địa phương trong tỉnh xóa cầu khỉ, đồng bộ hóa giữa đường với cầu nhằm thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao.